Xin chào, chào mừng bạn đến với Cast Movie, kênh tổng hợp thông tin liên quan đến các nhân vật trong thể loại phim tokusatsu như Kamen Rider hay Super Sentai. Cảnh báo, video sẽ tiết lộ rất nhiều thông tin và tình tiết trong bộ phim nên sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm xem phim của bạn. Còn nếu như bạn đã xem phim hoặc không quan tâm đến spoil thì chúng ta bắt đầu nào. Sơ lược về Kamen Rider Garver, Garukan. Garukan là hình dạng được tạo ra khi Soma sử dụng Garver Bell để chiết xuất sức mạnh từ Garukan của Chizo, cho phép Garver truy cập vào hình dạng Garver Garukan với tạo hình mang thiết kế lấy cảm hứng từ kẹo mút. Garukan là một Gochizo được sinh ra từ Garver Bell khi Soma ăn một loại kẹo mút xoắn ốc lớn và Gochizo này nặng hơn so với các Gochizo khác. Garver Bell sẽ chiết xuất sức mạnh từ Gochizo này và tạo ra một bộ giáp bao phủ lấy cơ thể Combody cơ bản của Garver như sau. Môn sinh học được tạo từ sức mạnh của Garukan Gochizo tạo ra phần giáp đầu của Garver cực kỳ dày và nặng nề, mang lại khả năng phòng thủ cực kỳ chắc chắn. Phần mắt vàng của Garver trong dạng này có khả năng chống lại ánh sáng cường độ cao cùng với ảo ảnh quang học, cũng như khả năng phân biệt và xác định các loại vật liệu khác nhau. Vì thế những kẻ địch có khả năng tàng hình hay ngụy trang quang học sẽ không thể sử dụng khả năng của chúng để đối phó với Garver trong dạng này. Phần tín hiệu trên trán của Garver với khả năng liên lạc với đồng tộc trong dạng này có màu vàng. Phần giáp trên ngực và lưng của Garver Garukan được tạo ra từ môn sinh học có mật độ cao, có nguồn gốc từ sức mạnh của Garukan Gochizo. Nhờ đó nó sẽ cung cấp cho Garver khả năng phòng thủ cực kỳ tuyệt vời, nhưng đổi lại là trọng lượng cực lớn. Vì lẽ đó phần chân của Garver được thiết kế với những phần giáp to và lớn, có cấu trúc chắc chắn để có thể nâng đỡ phần cơ thể nặng nề bên trên. Đồng thời bằng cách tận dụng độ lớn và trọng lượng của đôi chân, thì Garver cũng có thể tạo ra những đòn đá với uy lực cực mạnh. Giáp tay của Garver có khả năng tạo ra những cú đấm cực mạnh bằng cách tận dụng tối đa độ cứng của bộ giáp cũng như trọng lượng của nó. Về cơ bản thì dạng này của Garver là một dạng có sức mạnh phòng thủ cực cao cùng với uy lực tấn công cực lớn. Tuy nhiên thì đổi lại là trọng lượng rất lớn, khiến cho khả năng cơ động cũng như tốc độ di chuyển giảm đi. Có chiều cao 227,8cm và nặng 860,2kg, với lực đấm 1,8 tấn, lực đá 2,4 tấn, nhảy cao nhất được 1,2 m và tốc độ tối đa là 100 m trên 11 giây. Bằng cách sử dụng Garukan Gochizo, một Gochizo được sinh ra khi Soma ăn kẹo mút nhỏ, thì dạng Garver Garukan của Garver có thể triệu hồi Garukan Gatling. Thay vì Garukan Bucky, Garukan Bucky sẽ xuất hiện và chuyển đổi thành dạng vũ khí giống như súng máy với hai nòng súng Gatling 4 nòng. Nhìn chung thì thiết kế của nó giống như việc thu nhỏ Garukan Bucky và lộn ngược nó lại. Bên trong khẩu súng này có khá nhiều Gochizo và chúng đóng vai trò kết hợp nguồn năng lượng trong khẩu súng, tạo ra những viên đạn kẹo cứng hình tròn. Những viên đạn này sẽ chuyển đến nòng súng bằng cơ chế xoay nạp đạn của khẩu súng này. Trục xoay ở cuối khẩu súng sẽ xoay tròn liên tục với 90 vòng mỗi giây để đưa đạn kẹo tới nòng súng. Tuy nhiên thì cơ chế nạp đạn này lại được thực hiện thủ công. Mỗi bên Gatling của Garukan Gatling có 4 nòng súng với tốc độ quay cao giúp xả đạn liên tục. Khi những nòng súng này bị đỏ nòng thì chúng sẽ được làm mát bằng các Gochizo, thực hiện thủ công bằng cách thổi phù phù đến khi chúng nguội thì thôi. Những Gochizo này sẽ thổi sao cho nòng súng hết nóng thì Garver lại bắn tiếp. Bên cạnh cơ chế bắn đạn thì ở dưới hai nòng súng có một cơ quan cảm biến tương tự như radar hoặc kính ngắm hiệu suất cao với khả năng theo dõi và êm vào bất kỳ mục tiêu nào. Tay cầm một khẩu súng này tăng độ bám vào tay của người dùng bằng cách phát triển hào quang độc đáo với độ nhớt cao. Ngoài ra khẩu súng này có cơ chế hỗ trợ giảm độ giật và tăng khả năng nhắm bắn chính xác bằng cách tạo ra hai thanh hỗ trợ ổn định cắm thẳng xuống đất như hai chân trống, hỗ trợ giúp ổn định phần thân chính của khẩu súng, giúp cho Garver nhắm bắn chính xác hơn. Trên đây là sơ lược về Kamen Rider Garver Garukan. Lưu ý thông tin trong video không đầy đủ và cần được bổ sung thêm. Mình là Cat Cat Movie, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.